Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là tiểu sư phụ đến từ c Group Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách auto ở Cái dự án Aerop Bloom ở trên Telegram Thì đây là một dự án mà cộng đồng kỳ vọng sẽ là Doc tiếp theo nhé Bởi vì đội dép đứng đằng sau cái dự án Bloom này Thì đang nghi ngờ cũng chính là cái đội dép của Not Cũng như là đội dép của Doc luôn nha các bạn và Uh, backer của Bloom còn có cả Binance Lab nữa nha. Đấy thế nên là cái dự án này nó rất là tiềm năng và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể là auto được cái con game này. Bởi vì nó sẽ có cái dự án drop game này này mà nếu mà chúng ta chơi bằng tay ấy thì nó sẽ rất là mất thời gian và và hiệu quả thì nó không được cao. Ở đây thì uh, mình đã uh, sưu tầm được một cái đoạn code ở trên mạng ấy thì đoạn code này mình đã test thử rất là ok rồi đấy hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để cách để chúng ta có thể cài cái auto này ở trên telegram luôn sử dụng luôn nó rất là tiện nhá và các bạn cần nhớ là hiện tại ở trên mạng có rất là nhiều những cái phần chia sẻ cái đoạn cốt ấy tuy nhiên thì không phải là đoạn cốt nào anh em cũng có thể dùng được nhá có một số những cái dòng cốt nó chữa mã độc hoặc là chữa những cái uh, gọi là key lock rồi làm Uh, gọi là virus để có thể là chiếm quyền máy tính của chúng ta ấy Thế nên là anh em phải cẩn thận trong cái việc là chúng ta uh, đi tìm những cái mã cốt auto thì nên tìm những cái nơi uh, an toàn hoặc là những cái đoạn cốt nó 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 chúng ta phải có một chút hiểu biết về cái cốt đấy thì các bạn mới yên tâm thì có thể sử dụng nhé Còn không thì các bạn không nên dùng uh, linh tinh ở trên mạng thì nó rất là dễ có thể xâm nhập vào máy tính của chúng ta và lấy đi Tài sản cũng như là uh, những cái uh, quản trị mạng xã hội, hoặc những cái tài khoản mạng xã hội của chúng ta ấy Thì anh em cần phải lưu ý điều này nhé Ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn này Đầu tiên ấy, uh, các bạn sẽ cần phải setting ở trong cái telegram của chúng ta Các bạn vào cái uh, phần setting này này Chúng ta sẽ cài đặt ở cái mục đó là uh, AVEN này uh, Các bạn kéo xuống ở cái phần experimental setting này này, các bạn click vào. Sau đó các bạn kéo xuống cái phần enable web view inspecting này này. Các bạn bật sang cho nó xanh cho nhá, là các bạn bật nó lên. Đó, sau khi mà các bạn bật nó lên rồi thì các bạn mở con bot của Bloom ra, các bạn mở lên cho nó chạy như thế này. Đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là lấy cái do token. Ở đây này, đoạn code của nó thì các bạn cần phải lấy được cái do token này nhá. Thì lấy như thế nào? các bạn vào cái phần các bạn nhấp vào chuột phải nhé sau đó các bạn nhấn vào phần inspect này sau đó thì anh em sẽ thấy ở đây nó có cái mục đó là cái mục network này các bạn click vào ở đây thì các bạn thao tác một số những cái thao tác ở trên bot này để cho nó lấy được cái dữ liệu nhá nó lấy dữ liệu ở đây thì chúng ta sẽ lấy được cái cái đoạn authent này À, các bạn để ý ở những cái phần nó có cái phần ngoặc nhọn này này ngoặc nhọn có chữ uh, y ở bên trong này này đấy thì các bạn có thể lấy được ở đây các bạn ví dụ các bạn ấn vào letterbox này đó sau đó các bạn kéo xuống nha kéo xuống này anh em sẽ thấy cái phần auto auto season này này đấy. Thì các bạn để ý nhá, chúng ta sẽ lấy cái đoạn này. Lấy cái đoạn này làm cái cái do token của chúng ta, đây chỉ là cái do token, anh em sẽ thay thế ở phần này, thay thế ở phần cốt này, anh em paste vào, ok dạ, sau đó các bạn copy toàn bộ đoạn cốt này, cái mã cốt này thì mình sẽ đặt ở trong cái channel tí nữa cho anh em có thể copy dễ dàng nhá, và sau đó thì anh em sẽ vào bot lại này, ở đây thì các bạn sẽ để ý nhá, cái phần play này này là cái số lượt chơi tức là ví dụ các bạn đã có 48 lượt chơi thì các bạn nhập ở đây là 48 lượt chơi cho mình đó ok chưa sau đó thì anh em sẽ copy và chúng ta sẽ vào cái bot tele để chúng ta chạy cái code đấy thì chạy như thế nào các bạn tiếp tục ấn vào nút uh, inspect và các bạn vào cái phần console console này đây các bạn nếu như các bạn thấy nó rối quá thì anh em ấn chuột ấn chuột vào đây từ, từ từ nhá cái này thôi cái này các bạn có thể bỏ qua kệ nó nó báo gì không sao cả thì chúng ta paste cái đoạn đoạn cốt nếu như mà nó có cái thông báo ấy nếu như thông báo mà chúng ta không paste được cốt thì chúng ta sẽ phải nó có thông thường nó sẽ có một cái thông báo là lâu ấy tức là chúng ta sẽ phải đợi điền một cái đoạn tách để chúng ta mới có thể copy cái post được cái 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 đoạn tách đấy mới 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 dán vào được thì các bạn cứ gõ cái phần chữ lâu này này đấy các bạn để ý nó có cái thông báo ấy thì nó sẽ có đoạn tách yêu cầu chúng ta gõ cái đoạn lâu chúng ta chỉ cần gõ đoạn tách lâu sau đó các bạn nhấn enter thì chúng ta sẽ paste được cái nội dung vào nhé bởi vì thông thường trước mắt là nó sẽ không cho chúng ta paste nội dung vào bây giờ thì chúng ta có thể paste rồi mình đã thao tác cái bước đấy mất rồi đây các bạn nhấn v ctrl v và các bạn nhấn enter thì các bạn sẽ thấy là ở đây thì nó chạy này, nó bắt đầu chạy này. Start play game này và trước hết thì nó sẽ ngủ 40 giây. Đó, và các bạn sẽ cần phải kiểm tra cái số dư của chúng ta ở đây này, xem là nó có hoạt động hay không, cái lượt chơi nó có giảm hay không và cái điểm thưởng Bloom nó có tăng hay không thì chúng ta chờ xem nhá. Ok thì ở đây các bạn có thể thấy là Chơi ok này Đấy Cái lượt uh, điểm của chúng ta tăng Và cái lượt chơi giảm xuống Có nghĩa là con bot đang hoạt động Cốt chạy ok Đó cứ thế thôi chúng ta để auto cho nó hết Cái phần drop game này thì Lúc nào hết thì chúng ta lại tắt đi Khi nào nó có nhiều thì chúng ta lại vào chạy thôi đây là một cái đoạn cốt rất là đơn giản và hiệu quả nhé Sẽ giúp cho anh em có thể là tiết kiệm được rất là nhiều thời gian Khi mà các bạn tham gia cái kèo plum này nhá. Ok, cảm ơn anh em đã luôn theo dõi và ủng hộ channel của Tiền Sức Phụ nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video. Thì mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.